Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 61 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Đạo diễn ném chuột sợ dở bình cổ. Lão còn đang ngần ngờ thì bỗng từ ở bên ngoài khoang có tiếng người nói to: Yến Dương đã đến đây, người có chịu thả người chưa? Xung đại sư nghe thấy lão ngẩn người ra, chăm chú nhìn qua khung cửa đầy nét kinh ngạc. Chỉ nghe tiếng bước chân rậm rịch, một người bước những bước dài xông vào. Bên mình cũng mặc áo chẽn lội nước, dài rộng, eo thon, tứ chi dạm dở. Mỗi cái giờ tài nhất chân đều toát ra một khí thế bất phàm. Tấn Dương giật mình kêu lên: Lão tứ! Xung đại sư cũng nhấc tay, lão thở ra: Thiên tài, thiên tài! Nhạc Chiêm Dương tuyệt không ngờ gặp gỡ Yến Dương tại chỗ này. Hắn nhìn chầm chầm vào Chu Lễ không giấu nổi nét kinh ngạc. Yến Dương nhìn hắn, ông ta cười cười, rồi quay sang bảo Xung đại sư: Người xuất gia không có nói dối, bổn Dương đã đến đây, người thả người đi chứ? Thần thái của ông ta hoài nghiêm, hai mắt sáng như điện. Cỡ như Xung đại sư cũng chẳng dám chống trả ánh mắt đó. Lão lẳng lặng ngó về phía Tấn Dương. Yến Dương hiểu ý của lão, ông ta cất cao giọng vui vẻ bảo: Đạo linh sư đệ, xin làm ơn rút cái cản về buông tha cho vị Dương huynh này đi. Nhạc Chi Dương ấp ứng: Chỉ là... Yến Dương khoát tay một cái rồi nói: Tất cả đã có ta lo liệu rồi. Nhạc Chi Dương thấy ông ta đầy vẻ tự tin, hắn lập tức thu chân trái nhảy xuống khỏi bàn án. Tấn Dương vừa giận vừa thẹn, lặng im không nói. Yến Dương cười cợt, xoay người chăm chú nhìn vào Xung đại sư. Xung đại sư bị ánh mắt đó uy hiếp, lão cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi lẳng lặng buông Trịnh Hòa ra. Trịnh Hòa rơi xuống đất, hai chân của y èo uột, khiến y suýt ngã sấp mặt xuống. Yến Dương đưa tay kéo y đứng dậy. Trịnh Hòa trong lòng bồi hồi, y run run nói: Điện hạ, tiểu nhân... Yến Dương nhìn y, ông ta gật gù nói: Những gì người nói ta đều nghe thấy đủ cả rồi. Tốt lắm, tốt lắm, bổn Dương đã không nhìn lầm ngươi. Ông dẫn sức vào tay, nghe răng rắc vài tiếng đã nắn xương cốt của Trịnh Hòa vào khớp trở lại. Mặt của Trịnh Hòa tái nhợt, mồ hôi tuôn ròng ròng, y cố gắng răng chịu đau, không hé miệng rên rỉ lấy một tiếng. Yến Dương ngẩng đầu, ông cười nhạt nói: Dương huynh, xin cáo biệt. Ông đang định chuyển gót thì Tấn Dương giang tay nói: Chậm đã. Yến Dương ngoái đầu nhìn lại, rồi ông lên tiếng hỏi: Còn gì nữa? Tấn Dương mỉm cười nói: Lần này hồi kinh, hai huynh đệ mình còn chưa có dịp hàn huyên, bay đâu sắp xếp bàn tiệc để ta cùng lão tứ cạn vài chén. Người hầu ở bên ngoài thuyền giả rang, hai người nô bộc tiến vào sắp xếp bàn ghế, bày biện rượu ngon thức nhắm. Yến Dương lặng lặng đứng chăm chú nhìn, đạo diễn ghé sát vào tai của y nói nhỏ: Điện hạ, chỉ sợ có trò gian trá. Gian trá cái gì? Yến Dương cười gằn: Dương huynh cho uống rượu lẽ đâu dám khước từ chứ. Ông khoan thai ngồi xuống. Tấn Dương vỗ tay cười ầm, ông ta lại chỉ vào mấy cái ghế trống rồi nói: Đạo diễn đại sư, Trịnh công công, đạo linh tiền trưởng cũng xin mời ba vị vào bàn. Đạo diễn do dự bất định, Nhạc Chi Dương cười cười nói: Hê hê, cung kính không bằng tuân lệnh. Hăng phất tài áo dùng dãy, khẽ khàng xoay người, định ngồi xuống. Yến Dương vỗ tay khen: Hảo sư đệ, xem thật là tiêu sái. Những người kia nghe vậy cũng đành phải ngồi vào chỗ. Tấn Dương cười nói: Lão tứ, người mặc áo chẽn kiểu đo hệt như mấy đứa làm giặc vậy. Yến Dương lắc đầu vui vẻ đáp: Không phải làm giặc mà là truy nã giặc. Tấn Dương cười hỏi: Ai là giặc vậy? Yến Dương đáp: Người nào làm giặc thì tự hiểu thôi. Tấn Dương cười ầm nói: Lão tứ,
Như ta thấy người bó chẻn như vậy là để đến dò thám gì huynh? Yến Dương cười đáp: không dám. Tấn Dương lại nói: có câu là bất thiên kim thì không dấn mình chỗ hiểm nghèo. Đệ muốn dò thám di huynh, chỉ cần sai thuộc hạ, việc gì mà phải dấn thân nguy hiểm? Chẳng lẽ nói khắp phủ Yến Dương không có người sao? Yến Dương cười mà rằng: không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tiểu đệ vốn chẳng có tài hoạch định, đành phải chuyện gì cũng lăn lưng ra mà tự lo. Không vào hang cọp? Tấn Dương cười một tiếng. Chẳng lẽ di huynh là cọp? Yến Dương cười nói: Dương huynh chính là lừng danh với tên Tiểu Diện Hổ, sớm đã biết rành mạch rồi mà. Tấn Dương nặng ra hai tiếng cười, ông ta nâng chén rồi nói: hay lắm lão tứ, di huynh kính người một ly. Yến Dương nâng chén đưa qua đưa lại ngang môi nhưng không uống, rồi đặt chén xuống. Tấn Dương cười hỏi: lão tứ, người luôn luôn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng lẽ lại sợ uống một chén rượu của ta mời sao? Yến Dương vuốt râu mặt lạnh nhạt: tiểu đệ thiên không sợ, địa không sợ, duy chỉ sợ chết thôi. Nói gì vậy? Tấn Dương ra vẻ không thích thú. Người với ta là anh em ruột thịt, chẳng lẽ ta lại hạ độc vào rượu sao? Yến Dương hừ một tiếng rồi chậm rãi nói: năm Hồng Vũ thứ 24, có người tố cáo huynh bàn mưu tính kế xoán nghịch. Phụ hoàng lệnh thái tử tiến hành điều tra, thái tử tước hết binh quyền của huynh, tự tài điều huynh về kinh thành, vì muốn giáo huấn huynh, đã ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng. Về sau khi phụ hoàng định trừng phạt huynh, cũng là thái tử hết lòng bảo đảm, nhờ đó mà huynh mới thoát đại nạn. Tấn Dương lên tiếng nói: chuyện đã qua như mây khói, nhắc đến làm gì chứ? Ông ta nói mà ánh mắt láo liền, chừng như không mấy thoải mái lắm. Yến Dương mặt hững hờ, ông nói tiếp: chỉ là sau đó không lâu, thái tử mắc bệnh thoạt đầu tưởng bị cảm mạo, chẳng dè bệnh đổ nặng. Thái y trong triều đều bó tay, khi ta đến thăm, xương cốt của thái tử dần già dở dụng mà chết. Cái lạ là trên mình của thái tử toát ra một mùi đàn hương. Cái đó thì có gì lạ chứ? Tấn Dương cười cười. Hoặc vì trong phòng sức quá nhiều đàn hương, hoặc là có cái túi chứa gỗ đàn hương ở trên giường bệnh. Không đúng. Yến Dương lắc đầu. Thái tử chẳng ưa đàn hương, chỉ thích trầm hương cùng long não thôi. Tấn Dương lên tiếng nói: có khi vì bệnh nặng mà thay đổi ý thức thì sao? Yến Dương đáp: mới đầu ta cũng tưởng như vậy, nhưng mấy lần sau đến thăm, mùi đàn hương trên mình của thái tử càng nồng hơn lên, vì sự nồng đậm đó mà khiến người ta thấy khó chịu hẳn lên. Lão tứ! Tấn Dương nhăn tít lông mày: người nói chuyện này để làm gì đây? Yến Dương nói: khi đó trong lòng của ta đã sinh nghi, về sau ta hỏi đạo diễn, y bàn rằng thái tử có lẽ không phải mắc bệnh mà bị trúng một loại kỳ độc đó. Tấn Dương á lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi: độc gì vậy? Yến Dương trả lời: ba tuần quỷ đàn. Tấn Dương lắc đầu: chưa từng nghe qua bao giờ. Yến Dương chăm chú nhìn Tấn Dương rồi khẽ cười gằn. Đó là một loại độc vô sắc vô vị, bị trúng độc người hệt như là mắc phong hàn. Nếu không có giải dược đặc biệt, có thể nói không có thuốc nào trị cho khỏi. Người trúng độc, bệnh tình ngày một nặng, kiệt sức dần mà chết. Khám nghiệm tử thi cũng không có chứng tích. Dấu hiệu duy nhất là người bệnh sẽ phát ra một làn hơi đàn hương kỳ lạ. Trúng độc càng sâu, mùi hương càng nồng nặc. Tấn Dương cười. Trong độc ẩn chứa mùi hương, nghe thiệt rất là có phong nhã đó. Yến Dương lại nói. Theo chỗ của ta biết,
Tam Tuần Quỷ Đàn này xuất xứ từ một môn phái thần bí có tên là Độc Dương Tông. Nói vậy, Tấn Dương vuốt râu trầm ngâm, có kẻ xấu từ Độc Dương Tông hại chết thái tử. Yến Dương khẽ lắc đầu, Tam Tuần Quỷ Đàn độc tính không mãnh liệt, phải phục độc nhiều lần mới có thể làm trí mạng, cho nên phải liên tục hạ độc. Người hạ độc tức là kẻ chí thần kề cận người bị đánh độc. Tấn Dương nhìn vào Yến Dương, hai con mắt hẹp và dài trợn lên, lòe lóe hào quang. Lão tử đừng nói loạn rằng ta đánh độc chết thái tử nha. Yến Dương nói, trước khi thái tử trúng độc, Dương huynh là người thân cận số một đó. Nói bậy. Mặt của Tấn Dương xanh lè, ông ta gằn giọng, ngoài ta bên cạnh thái tử còn có nhiều nô bộc, nhiều cơ thiếp mà. Yến Dương nói, nô bộc, cơ thiếp, nồi cơm trong vào thái tử, hại chết thái tử thì lấy cái gì mà ăn? Tấn Dương lớn tiếng, ta hại chết thái tử thì được cái gì đây? Yến Dương thản nhiên đáp, thái tử mà chết, huynh tiến gần ngai vàng thêm một bước nữa. Quang đường! Tấn Dương trợn mày trợn mắt, thần tình đầy vẻ tức giận. Theo thứ tự, sao thái tử còn có thái tôn, luận tuổi tác trên ta còn có Tần Dương mà. Thật không? Yến Dương lạnh lùng, Tần Dương lại đã chết như thế nào? Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu tổng cộng sinh được 4 trai. Thái tử Chu Tiêu, Tần Dương Chu Sản, Tấn Dương Chu Yên và Chu Dương Chu Thu. Yến Dương tiếng là con Hoàng Hậu, thật sự là do Thạc Phi sinh ra. Thái tử cùng 4 Dương lập công lao trong nhiều năm, đều là thành trì của xã Tắc, rất được Chu Nguyên Chương tin cậy. Có điều con tạo trêu người, năm Hồng Vũ thứ 24, thái tử cảm phong hàn rồi chết vì bệnh. Sau đó gần 4 năm, Hồng Vũ thứ 28, Tần Dương dẹp giặc Tây Phiên, mắc bạo bệnh mà chết. Chu Nguyên Chương chết mất hai đứa con, tinh thần của ông ta suy sụp, dưỡng phải tật bệnh. Ít ra ngoài cái chết của thái tử cùng Tần Dương gây chấn động thiên hạ. Nhạc Di Dương cũng có nghe thấy, nhưng theo lược thuật của Yến Dương, tựa hồ họ chết không có minh bạch. Tấn Dương mặt ngu ngơ, ông ta kinh ngạc nói, nhị ca mắc bệnh mà chết kìa, bộ người không biết hay sao hả? Bệnh gì? Yến Dương hỏi dồn. Tấn Dương trầm mặt một chút chậm rãi đáp, nghe nói cũng bị cảm mạo phong hàn. Lạ hả? Yến Dương vuốt bộ râu rồi cười gằn. Thái tử thân mình mảnh vẽ, lỡ cảm phong hàn mà mất mạng còn cho qua được. Tần Dương thân thể tráng kiện như trâu, lúc chinh thảo bọn Tây Khương, người không rời mình ngựa, xung trận phá địch, vậy mà chưa đến 2 tháng sao lại chết vì cảm mạo sơ sài chứ. Mấy chuyện này xem chừng khá tấu xảo đâu. Ừ, Tần Dương vẻ mặt giễu cợt, theo kiểu cách người nói lại là cái trò quỷ đàn gì đó chăng? À, có hỏi sơ sơ người liệm xác. Yến Dương chú mắt nhìn thẳng vào Tấn Dương không chớp mi. Trước khi chết, cơ thể của Tần Dương toát ra mùi đàn hương. Ngay sau tang ma, một tiểu thiếp thần cận bỗng nhiên vô cớ mất tích. Lúc ấy tàn già bối rối, không ai trà cứu. Nhưng theo ta thấy tiểu thiếp kia chính là hung thủ hạ độc. Nói vậy, Tần Dương hừ một tiếng, mắt tì hí nhìn Yến Dương. Ngươi không truy tìm tiểu thiếp mà hối tội kéo bổn dương ta vô làm cái gì? Tiểu thiếp là hung thủ, nhưng không phải chính phạm. Yến Dương khẽ khua động mấy chén rượu. Nghĩ kỹ xem, phận nữ lưu nếu không được người chỉ huy, há dám hạ độc thủ giết chết phiền dương một cõi hay sao? Nếu không có ngoại ứng, làm sao nàng ta trốn khỏi dương phủ, biến mất tầm tích chứ? Lão tứ à, lão tứ, người thật là có óc tưởng tượng phong phú quá đi. Tấn Dương vỗ tay cười ha ha. Khi đó Phụng Hoàng đã bàn bố ý định lập thái tôn, ta nếu có chút tầm soán nghịch, tại sao phải hại chết Tần Dương?
Hại chết Thái Tôn chẳng phải là hay hơn là không? Thái Tôn tính tình nhu nhược, không cả quyết, phụ hoàng có phần không hài lòng. Yến Dương cười cười, ông khe khẽ thở dài kín đáo. Khi đó đã nhỏ to tin đồn, phụ hoàng dự định đưa Tần Dương lên kế vị, muốn tạo uy cho Tần Dương, đã sai huynh ấy đi chinh thảo Tây Phiên, dù Quy Vũ chiến thắng để bịt miệng bọn hữu nho dèm pha. Dẹp xong Tây Phiên, phụ hoàng đã hạ chỉ gọi Tần Dương về trào. Nào ngờ Tần Dương giữa đường mắc bệnh không qua khỏi, xích chút nữa lên kế thừa ngôi đại bảo rồi. Lời đồn đại nghe nói không đủ bằng chứng, Tấn Dương lạnh lùng nói. Theo như ngươi bàn luận, nếu ta là hung thủ, tại sao kẻ kế tiếp là Thái Tôn đã quá 3 năm nay vẫn bình yên vô sự? Nguyên nhân có tới 2 lý do. Yến Dương cười cười vẻ trào phúng, vẻ kể chuyện tiếu lầm. Thứ nhất, quá nhiều người chết, chết quá nhanh, dễ dàng khơi dậy niềm nghi ngờ. Thái tử mất 4 năm mới giết Tần Dương. Quân ấy vừa quá cố, muốn hạ thủ Thái Tôn cũng nên chờ thêm 3-4 năm nữa mới được. Thứ hai là con trai của Thái tử chuộng lũ nho sinh, mà bọn nho sinh tuy hữu lậu nhưng đầy lòng trung nghĩa, không dễ dàng bị mua chuộc. Cho đến ngày nay, trong Đông Cung, quân cũng chưa tìm được một tay chân đắc lực. Bởi duyên cớ đó, quân mới tìm cách dụ dỗ uy hiếp sư đệ Đạo Linh để làm cho hắn xuống nước chứ gì. Quang đường! Tần Dương đập bàn, giận dữ tới mặt mày đó phừng phừng. Lão tử, ngươi rồ dại rồi chăng? Những lời này ta đem kể lại cho phụ hoàng, thế nào cũng khép ngươi vào tội phỉ báng bôi nhọ đó. Hay vô cùng! Yến Dương cười ầm lên. Phụ hoàng nhất định muốn gặp nhân chứng mà ta vừa tìm thấy đó. Nhân chứng? Tấn Dương sửng sốt. Ai vậy? Là hắn. Yến Dương trỏ tay chỉ vào Cổ Nghiêm. Tình quái nhân trời rắn này chính là truyền nhân của Độc Dương Tông. Mặt của Cổ Nghiêm thoáng biến sắc. Tan thịt ở trên gò má của Tấn Dương rung lên. Ông ta gằn giọng. Nội hưu nội dương, vô lý quá đi. Vậy sao? Yến Dương khua nghịch, ngọn đũa vào cái chén bát. Nếu Dương Quỳnh tự cho mình quang minh lỗi lạc, thì cứ giao nó cho tiểu đệ, để đệ tra hỏi cho tường tận. Nói chơi sao? Tấn Dương ngênh ngênh bộ mặt. Nó là người của ta, việc gì phải giao cho ngươi? Yến Dương nói. Không dám giao, vậy là trong lòng có tật nên giật mình. Tấn Dương trầm mặt một chút, vẻ mặt ma mảnh, ông ta cười gằn. Lão tử, người không cần nói khích đâu. Ngay tại đây, nếu người đủ tài đủ sức thì cứ đưa nó đi. Hay lắm. Yến Dương động thần, dục đứng lên, bước những bước dài về phía Cổ Nghiêm. Mắt kinh hoàng, Cổ Nghiêm nhìn vào Tấn Dương. Ông này khẽ lắc đầu, quay về mé bên trái, đánh mắt cho mình đấu trúc nhân phòng. Hai gã đó nhìn nhau rồi song song đứng lên. Yến Dương làm như không thấy, ông ta nắm chặt chuôi kiếm. Cổ Nghiêm hằng học ngó vào Yến Dương, khuôn mặt căng cứng của y khẽ gợn lên. Y đột nhiên hé môi quýt sáo một tiếng sắc nhọn. Chỉ nghe dục dục dục, từ trên nóc khoang thuyền, nằm 3 bóng đèn chớp nhoáng lên. Dơi khổng lồ từ trên đó ào ạt giáng xuống, soạt một tiếng, hàng quang lê lé, máu dơi bắn tung tóe. Mũi kiếm quyết dân dùng dục đâm chém, sát dời bị chém thành mảnh vụn, bài tan tác làm cho kiếm quang sáng trắng chuyển hướng, nhắm quét vào cuốn họng của Cổ Nguyệt. Cổ Nghiêm nhảy vút ra đằng sau, hai tay huy động đẩy ra 2 con rắn lớn ngo ngoe, chúng lượn ngang trường kiếm nhắm mổ vào cổ tay của Yến Dương. Sát! Yến Dương thét lớn, ông dương tay đứng thẳng, tung người nhảy giọt lên cao, quét một vòng trường kiếm chém đứt đoạn cả 2 con rắn. Tay phải của Cổ Nghiêm dung mạnh ra, phóng thêm 1 con rắn khác. Yến Dương khom người, trường kiếm bung ra theo làn chớp của kiếm quang. Mũi nhọn của kiếm đã đâm lút vào đầu của con rắn, nghe xoạt xoạt 2 tiếng. Dưới ánh hàng quang, con rắn bị chẻ làm đôi từ đầu cho đến đuôi thành 2 mảnh. Kiếm phong xích lên,
màn kiếm quang dày đặc, dùng dút khiến cho gã Cổ Nghiêm mờ mắt như là người mù vậy. Cốt lõi của Dịch Tinh kiếm là tính toán nhiều, sắp đặt vô số hậu chiêu. Trong đời kiếm thủ của Yến Dương lần này, ông tung sát thủ, ra đòn quyết đoán, vừa chặt chẽ, vừa mang khí thế bức nhân tuyệt luân. Cho dù Cổ Nghiêm thay đổi vị liên miên cũng không sao thoát khỏi màn kiếm quang bao phủ. Y vô cùng lo lắng, giáo giác nhìn quanh, bất độ bị hút vào ngay ánh mắt của Yến Dương. Yến Dương trợn ngược hai hàng lông mày, ông thét to: "Sát!" Sóng âm thanh làm cho chấn động khoang thuyền, bụi bặm đổ rào rào từ trên nóc xuống. Cổ Nghiêm tay ù, cổ họng nghẹn cứng, đôi chân mềm nhũn. Trường kiếm của Yến Dương bỗng trầm xuống, nhắm chém vào đùi phải của y. Rẽn một tiếng, một chung rượu bay tới đập trúng vô thân kiếm, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe. Đồng thời hổ khẩu của Yến Dương nóng rát, thanh trường kiếm bị đẩy nghiêng đi, dứt xẹt ngang đùi của Cổ Nghiêm mà đâm chát một tiếng vào sàn thuyền. Cổ Nghiêm hãi sợ đến mức ngã bệt xuống, y đưa mắt nhìn, dải quần bị cắt đứt một vạch dài, thiếu chút nữa là y đã thành thái giám. Một chung rượu mà đánh bạc được cổ thiết kiếm thật khó mà tưởng tượng nổi. Yến Dương quái đầu lại thì thấy Xuân đại sư đang cười dài. Lão đứng dậy rảo bước dài bước đi quá hơn một trượng. Lão dung quyền đánh tới, chiêu thức phiêu phiêu, thần thái nhàn nhã. Tuy quyền không dậy sóng động, nhưng không thiếu sát khí. Yến Dương là đại hành gia, ông nhận ra đường quyền tuy có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa đầy kình lực bất nhân. Ông vội thu hồi trường kiếm, chém tạt ngang vào đầu quyền của Xuân đại sư. Xuân đại sư không tránh không giảm lực. Đường quyền tiếp tục công tới, Yến Dương kinh ngạc tự hỏi: cái nắm đấm này bằng sắt thép chăng? Ý niệm vừa tới ở trong đầu, ngón trỏ của Xuân đại sư đã bung ra, điểm trúng vào thân kiếm, nghe rẽn một tiếng. Hổ khẩu của Yến Dương buốt nhất, nửa người của ông tê dại, trường kiếm trong tay bắn ngược thật mạnh lên, nhắm vào cổ họng của ông ta. Yến Dương hừ một tiếng, trong phút giây nguy cấp đó, ông xuống tấn, nửa thân trên ưỡn ngực ra sau, làn kiếm quang dục xớt ngang mặt, cách chẩm mũi chừng trên dưới nửa tấc. Ồ, Xuân đại sư khẽ giật mình. Ngón chỉ đó là nhất hợp sinh tương dạng pháp quy nhất. Theo dự định của lão, ắt là một đòn dứt điểm. Chẳng dè Chu Lệ lại biến chiêu cực nhanh, đã kịp tránh né làn kiếm phong đó. Xuân đại sư nghĩ thầm, người này mình mang vàng dốc ngọc của bậc Dương Hầu, mà vẫn miệt mài luyện tập võ công không ngừng nghỉ, hơn xa Tấn Dương. Để y sống sót ở trên đời là lưu lại một cái quả cực kỳ to lớn. Lão nảy sinh ra sát ý. Chẳng chờ cho Yến Dương kịp đứng dậy, đã hoành tay tung chưởng, thế như Thái Sơn áp đỉnh, ép giáng sát Yến Dương vào sàn thuyền như cuồng phong đè một cọng rơm gục xuống. Trong một tràng cười dài, thấp thoáng bóng người chớp lên. Chẳng hiểu đạo diễn cử động ra làm sao, chỉ thấy lão ta áp sát vô hai người, năm ngón tay, bàn tay trái của lão xòe ra, nắm chụp vào cổ tay của Xuân đại sư. Cái phất tay này xem thật là mềm mại, nhưng vô cùng hiểm độc. Xuân đại sư phải xoay tay, bỏ Yến Dương, quay sang chụp vào mạch môn của đạo diễn. Chỉ nghe bách một tiếng, hai tay chạm vào nhau hệt như là đập vào mặt trống. Xuân đại sư lạng người đi năm bước, làn da mặt trắng trẻo chợt ửng hồng. Đạo diễn cũng loạn choạng lui ba bước, mặt của lão tái nhợt, tay trái buông thõng xuống, giấu trong ống tay áo thoáng rùng rẩy. Yến Dương hít vào một hơi, ông động thân, quờ kiếm chém xoàng xoát liên tiếp ba chiều, giống như ba làn sao xẹt. Kình lực phổ vào thân kiếm phát tiếng rít như rồng ngâm. Xung đại sư tập trung nhìn đạo diễn, đôi chân bất động, thân mình vặn vẹo né mũi kiếm đang xước sát ở bên người của lão, cách không quá dài ly. Yến Dương đánh hụt giống như quẩy kiếm ở trong nước. Ông không khỏi tức bực lớn tiếng quát thét: "Hòa thượng, con mắt trịch thượng miệt thị thiên hạ quá lắm." "Không dám." Xuân đại sư cười, lão tung mình nhảy lên, huy động quyền cước cao thấp quá giải năm chưởng năm cước của đạo diễn. Hai người dục tới dục lui, vừa nhập vào gì đã tách ra. Họ xoay chuyển trong vòng kiếm quang của Yến Dương,
tự như là đôi chim yến bay lượn giữa vùng trời đầy sấm sét. Tình thế trở thành Yến Dương cùng đạo diễn giáp công Xung đại sư, Chu Lệ tự thị thân phận, ông thu kiếm lui về phía sau hai bước, chợt nghe có người nói: "Điện hạ nếu như thấy tịch mịch, ta tuy bất tài cũng có cách giúp cho giải khuây." Yến Dương quay đầu trông lại thì thấy Minh Đấu lấy từ trong tay áo ra một dải lụa màu tím. Lão cười hì hì, giúp tay hai cái, dải lụa trải dài ra thành một nhuyễn tuyên tím nhạt. Minh Đấu giận kình dãy nó lên, phát tiếng dùng dút chấn động tứ phương. Kình tức công, giống là môn công dựa vào nội công. Dải lụa có nội lực phả vào nó, mềm như bông gòn, mỏng như giấy hoa tiên, sắc bén dư sức đã thương người. Yến Dương vừa nghe tiếng roi dút đã biết lợi hại, trong lòng thầm than: "Lão tàm bản lĩnh không dở, mới có mấy tháng không gặp đã quy tụ được dưới trướng nhiều người tài giỏi như vậy." Mình đấu mối nhiễn tuyền quét tới, dải lụa trong tay của lão nhẹ như tơ, sắc bén như dao, uốn lượn dẻo dai tựa như là linh xà. Nó luồn loạt xuyên qua mạng kiếm phong của quyết dân mà nhắm điểm vô những điểm nguy hiểm trên người của đối thủ. Chu Lệ quờ kiếm ngăn đón, tiếng rít như rồng ngâm, ánh điện quang loe loé, khí thế vô cùng kinh nhân. Mấy tiên giúp 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 vàng lên, trường kiếm và nhiễn tuyên qua lại tới lui gần lượt thay đổi, nhanh đến chóng mặt luôn. Dịch tinh kiếm mưu kế hậu chiêu, thừa khởi động thì thôi, khi dung ra thì đòn tới như sấm sét. Sau một ít chiêu thăm dò, Yến Dương thét một tràng dài, ông bung người tới, khí thế tựa như chim ưng bắt xe sẻ, quơ kiếm nhắm đâm vào bụng của Minh Đấu. Minh Đấu hít vào một hơi, lão thoát bụng quay một vòng, nghe dục một tiếng, dùng nhiễn tuyên quấn lấy thần kiếm của Yến Dương. Yến Dương hừ một tiếng, ông dẫn khí phả vào thân kiếm. Quyết dân vốn là một thanh bảo kiếm, khi được nạp khí vào, nó có thể chẻ đôi cả một con ngựa. Chỉ nghe rẹt một tiếng, đã cắt đứt rời một mẫu lụa. Kịp lúc Minh Đấu dùng tài trái ra, điểm ngón trỏ vào đối thủ. Nhạc Chiêu Dương vừa nhìn thấy thế, hắn buộc miệng la lớn: "Coi!" Tiếng chừng còn chưa ra khỏi miệng thì Yến Dương sớm đã cảnh giác. Ông lảng người sang một bên, kịp tránh một làn chỉ phong sượt ngang đầu vai. Dư kình sọc thấu vào huyệt kiên tĩnh, khiến cho Yến Dương bị tê tái nửa người. Đường kiếm chậm hẳn lại, Minh Đấu dùng tay khuấy nhiễn tiên, làm cho hổ khẩu tay kiếm của Yến Dương bỗng nóng rát. Xích nữa thì đã vuột mất bảo kiếm. Ông lập tức dung chưởng đánh ra. Minh Đấu cử chưởng nghênh đón, nghe phạch. Hai làn chưởng lực chạm vào nhau, Yến Dương có cảm tưởng nội kình của đối thủ cứng rắn tựa như là vách đá. Chưởng kình của ông đụng vào không tạo được chút suy xuyển nào. Ông hốt hoảng, vội vã dẫn khí để trấn đỉnh chiêu kiếm, do đó bị trì trệ. Minh Đấu được thể, lão xông tới, sử nhiễn tuyên liên tục quấn lấy trường kiếm. Đầu roi mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Yến Dương chè trên trắng dưới, đôi chân lùi hẳn về phía sau, ông liên tục dùng kiếm ngăn trận lực đạo của tích thủy kình đàn thắng thế. Về mặt binh khí, trường kiếm của Yến Dương ưu việt hơn nhiễn tuyên của Minh Đấu, nhưng về công phu điểm chỉ, ngon phất ảnh thủ của Thái Hạo Cốc vẫn kém thế trước kình tức công của Đông Đảo. Hai người vận dụng sở học và sở trường bù qua sớt lại cho nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Trịnh Hòa quá kinh hãi, y quay đầu nhìn vào Nhạc Chi Dương mặt đầy vẻ cầu khẩn: "Tiền trưởng!" Nhạc Chi Dương nghe hắn gọi, ngước mắt trông thấy Trịnh Hòa ngần ngừ một chút, rồi y nhỏ giọng nói: "Điện hạ là đấng vạn kim, cầu xin tiền trưởng nghĩ cách giùm." Nhạc Chi Dương thấy dáng điệu thành kính đó, ở trong đầu chợt có ý nghĩ không hay. Người này mọi thứ đều được, chỉ tội cái đầu óc bị khép chặt vào vai trò nô bộc. Rảo mắt nhìn sơ sơ một vòng, hắn thấy trận chiến giữa Xung đại sư cùng đạo diễn đang ở thế giằng co. Đạo diễn chiêu thức phong phú, thân như du long, gót chân vừa chuyển, người đã dạt ra xa hơn một trượng. Thân mình chớp nhoáng một cái đã xoay vòng quanh đối thủ, dù tung chưởng hay phi cước, sự di động giúp lão ta đổi qua 8 vị trí. Vừa thấy người ở đằng trước đã lọt tuốt ra sao,
thật khó lòng mà đoán được lão ta sẽ xuất thủ vào đâu. Nhạc Chiêu Dương thầm kêu lạ, lão ta là đệ tử của Tịch Ứng Chân, lầu số võ công của đạo diễn khác Tịch Ứng Chân rất nhiều. Tịch Ứng Chân nhàn hạ, tư thế phiêu vật, không muốn sát khí. Đạo diễn lùi nhanh như một con trốt, giọt tiếng như sấm sét, chiêu thức đồng dạng cùng sư tôn mà thấy khác lạ, toát nhiều nét kỳ quái. Trong Sang Xuân đại sư, lão hòa thượng này lấy dụng đối phó xảo, lấy tịnh chế động, xuất chiêu coi hờ hững mà đâu vào đấy đúng chỗ. Mỗi cái giờ tài nhất chân đều ẩn chứa đại kim cương thần lực, liên miên bất tuyệt, khí thế như sóng cả. Lão tự tạo quanh mình một vách ngăn tha hồ mà đạo diễn biến hóa như rồng cũng không thể tiếp cận dài tấc vào gần với lão ta được. Nhạc Chi Dương nhìn đến chỗ kinh diệu này, cảm giác mỗi lúc thêm sợ. Luận võ công Xung đại sư cao hơn hắn không biết bao nhiêu, hắn từng trốn thoát lão. Phải nói có ông trời giúp sức, chính hắn cũng không đủ bản lĩnh mà chạy cho khỏi. Lại nhìn sang mấy người kia, Trúc Nhân Phong và Cổ Nghiêm đang đứng cạnh Tấn Dương. Họ Trúc chỉ rình thời cơ mà sáp trận, còn Cổ Nghiêm thì trong tay thủ sẵn rắn độc. Tấn Dương thì ngồi bình thản ngó lơm lơm, không chớp mắt vào Yến Dương, sắc mặt như cười cười, có vẻ hòa quản. Chỉ có cặp mắt gian xảo đưa đẩy, đáy mắt lộ ra một nét hiểm ác khó tả. Nhạc Chiêu Dương nghĩ thầm, lão tiểu tử này chối bỏ tình huynh đệ thủ túc, rõ ràng chỉ chăm chăm muốn giết chết em ruột của mình. Yến Dương mặc dù thường phục di hành, rủi ông ta chết tại đây, không ai hay biết mình sẽ vướng phải cái tội quả sát nhân diệt khẩu. Xoay chuyển mấy dòng tâm niệm ở trong đầu, Nhạc Chiêu Dương nhặt một đôi đũa ngà, hắn cười hì hì đứng dậy, khẽ lướt ngang mấy cái bàn ghế như một cơn gió. Hắn giọt tới cạnh Minh Đấu cười cợt, đâm vô mắt chó nè. Lìa đôi đũa ngà nhanh như sấm, chọc thẳng vô hai mắt của Minh Đấu. Minh Đấu do từng trải trăm trận chiến, cước bộ không loạn, lão đột nhiên xoay cổ tay, dung nhuyễn tuyên ngược lên, giả thành một dòng tiên hoa quấn lấy đôi đũa. Nhạc Diêu Dương kêu ủa một tiếng, rồi dung đũa tách ra, rồi chập lại, kẹp cứng cái giải lụa. Miệng hắn reo lên, ô, chụp được cái đuôi chó của nhà ngươi rồi đây nè. Phi, mình đấu tức khí, lão vội vàng dẫn kình giật về hả miệng mắng, còn mẹ nó, chỉ có ngươi mới là chó đó. Hai người cùng lúc ra sức kéo, kéo giải lụa căng thẳng ra. Yến Dương quơ kiếm vòng lên trên, nhắm chém vô cổ tay của mình đấu. Lão này tiến thoái lưỡng nan, lão đành buông bỏ nhuyễn tiên, ào ào tung ra hai chưởng về phía hai hướng, nhắm đánh vào đối thủ Yến và Lạc. Lúc này Trúc Nhân Phong và Cổ Nghiêm đồng thét lên, chúng hè nhau xông tới dung chưởng quơ rắn độc tấn công Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương thò tay chụp giải lụa, hắn khởi động chân khí, chuyển âm sang dương, rót nội kình vào nhuyễn tiên, quét nó vào đầu của Trúc Nhân Phong. Trúc Nhân Phong nghiêng đầu tránh giải lụa, y hoài tay chụp lấy nhuyễn tiên. Yến Dương đã khoa trường kiếm một phát đâm vô bắp tay của y. Trúc Nhân Phong vội vàng rút tay về. Cùng lúc đó thì Nhạc Chi Dương dựng ngược nhuyễn tiên như một con độc xà, đưa đầu roi mổ vào mắt trái của y. Trúc Nhân Phong thụt lui thật nhanh, y tránh được đầu roi, hai má bị dư kình của ngọn nhuyễn tiên quẹt trúng. Tuy giữ được con mắt trái, nhưng làn da chỗ gò má đỏ rực nóng rát như bị lửa thiêu vậy. Nhạc Chiêu Dương một tay đánh lui Trúc Nhân Phong, tay kia cũng không để cho hắn yên. Hắn quét một làn bạch quang, đưa đôi đũa điểm vào con rắn độc. Con rắn hả họng nhe nanh trắng nhởn, tung mình thẳng lên. Đúng lúc đũa ngà chuyển hướng đập ngay vào chỗ bảy tấc, khiến con rắn gục đầu, rũ rụt thân mình xuống, mất hết vẻ hung dữ. Cổ Nghiêm tức giận pha lẫn sợ hãi, y rú một tiếng quái dị, dùng con rắn đập trong tay trái, con rắn bên tay trái mổ vào cần cổ của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương hoài tay quất ngược nhuyễn tiên, quất trọn con rắn. Hắn nhả kình lực khiến toàn thân rắn nọ căng thẳng tấp rạc, khiến cho Cổ Nghiêm vừa cảm giác hổ khẩu rúng động, kinh mạch trong tay chợt loạn nhịp, toàn cơ thể tê tái, y bất giác đành phải buông con rắn ra. Nhạc Chi Dương uốn tay rung nhuyễn tiên, đưa con rắn dục vào cổ họng của y. Cổ Nghiêm luống cuống không làm gì được,
con rắn trong tay phải cũng bị giục mất. Nhạc Chiêm Dương cười ầm, hắn dùng đũa lên đẩy con rắn đó, cho nó bay thẳng vào Minh Đấu. Minh Đấu đang giằng co cùng Yến Dương, lão thấy độc xà bay tới, miệng ú ớ kinh hãi. Còn chưa kịp ngăn cản con rắn độc, Nhạc Chiêm Dương đã dùng nhuyễn tuyền lên, đưa con rắn kia áp sát đến người của lão ta, khiến tay chân của lão ta cập rập. Yến Dương thừa cơ hội dùng kiếm phóng tới, một hồi năm sáu nhát, bức bách lão ta phải lủi nhanh hơn một trượng ở đằng sau. Hai người chỉ dùng tạm một đoàn liên thủ đã đánh lui ba đại cường địch. Họ liếc nhìn nhau, đồng một loạt hiện lên nét kinh ngạc. Yến Dương thu kiếm cười nói, sư đệ diện thủ đa ta đa ta. Nhạc Chi Dương cười đáp, Dương gia uy dũng như thần, đây chỉ là vẽ vời thêm hoa lá vào gấm vóc mà thôi. Yến Dương cười giang trường kiếm một nhát tạt ngang tà tà chỉ về hướng đông nam. Dưới chân đứng tấn chẳng phải chữ đinh cũng không phải chữ bát. Ông vẽ thế tiểu dị, chiếu đôi mắt hổ loa lá ánh sáng, nét lạnh lùng dõi vào Minh Đấu. Nhạc Chiêu Dương nhận định đó là thế khởi đầu của thiên cơ kiếm. Đầu óc máy động, hắn bèn bước vòng ra phía trước. Đũa ngà trong tay phải cũng chỉa ra thành bộ dạng một khởi thức. Minh Đấu xuất thân đông đảo, nhìn thoáng qua, lão đã nhận ra ngay đó là khởi thức của phi ảnh thần kiếm. Bụng than thầm, ôi mẹ ơi, tiểu tử quỷ này học được kiếm pháp của đảo mình từ hồi nào vậy kìa. Trong cơn bực bội, lão chợt nghe Tấn Dương gằn mạnh một tiếng hừ, chừng như vô cùng bất mãn. Trúc Nhân Phong vội vàng xông tới, có Cổ Nghiêm bám sát. Cái đó Minh Đấu bất đắc dĩ phải đành dung quyền nhập cuộc. Yến Dương buộc một tiếng thét, Nhạc Chiêm Dương cũng lúc khởi động. Hai người như hình với bóng, sử dụng hai lộ kiếm pháp, phi ảnh và dịch tinh. Họ lập tức ăn ý với nhau, đường kiếm lúc nhanh lúc chậm, mà thật là nhịp nhàng, hệt như là họ cùng nhau luyện tập từ nhiều năm qua vậy. Yến Dương cũng vô cùng kinh ngạc, ông liếc Nhạc Chi Dương một cái, có cảm tưởng từng thấy qua những chiêu thức này của hắn ở đâu đó rồi. Chỉ vì còn có đại địch ở trước mặt, ông không thể chăm chú phân tích. Minh và Trúc hai người tới lui nhanh như gió, tựa như sấm sét. Cổ Nghiêm cầm trong tay hai con rắn mình mẩy ngân hoa sặc sỡ, là thứ rắn kịch độc. Y tự biết võ công thấp kém, chỉ chạy vòng ở bên ngoài rình rập thời cơ lén thả rắn mổ đối phương. Qua lại chừng 20 hiệp, tay của Nhạc Chi Dương chuyên tâm sử kiếm, miệng không quên bỡn cợt đối thủ. Hắn giả dạng khua đũa, khi thì vừa kêu, chọt lỗ mũi heo nè! Vừa thọt đũa nhắm vô lỗ mũi của Trúc Nhân Phong thì vừa hô lên, xỏ lỗ tai chó đây nè, đâm xoạt xoạt mấy cái vào vô dành tai của Minh Đấu. Trúc Minh hai người vốn tự hào là cao thủ trước mặt Tấn Dương, bị Nhạc Chi Dương chọt mũi đâm lỗ tai, thật hết sức là mất mặt quá đi. E rằng sau này hết dám gặp ai nữa. Trong lòng còn đang bực bội, đũa đã công vào, vừa kịp tránh né thì giải lụa đã ngoằn ngoèo sọc tới. Chật vật né được lụa thì quyết dân kiếm đã như sấm sét bủa vào, khí thế như xung trận chém đứt đầu ngựa. Cổ Nghiêm cầm độc xà lấp ló rình rập thời cơ. Nhạc Chiêu Dương biết tổng ý đồ của tên này, hắn giả vờ dung đũa tấn công Minh Đấu, bỏ trống toát ở phía sau lưng. Cổ Nghiêm vừa thập thò lén vào, Nhạc Chiêu Dương đã xoay mình dung đũa đập vô con rắn, khí thế hùng hùng hổ hổ. Cổ Nghiêm thấy hắn ra tay y vội né tránh chiếc đũa, bất ngờ nhuyễn tuyền đã nhá đến. Y đành phải buông rắn khỏi tay mà lủi nhanh về phía sau. Nhạc Chiêu Dương xoắn thấy rắn, quài nó một vòng rồi giục ra. Con rắn bay dù đến nằm bằng bạc, đánh phịch một cái ngay trên mặt bàn trước mặt của Tấn Dương. Tấn Dương hốt hoảng nhảy dựng lên, ông ta lạch bạch lui nhanh về phía sau, hai mắt nhìn trô trố vào con rắn. Mấy sớ thịt núc ních trên hai gò má rung rung, da mặt tái mét không còn một chút huyết sắc. Ông đứng tựa lưng sát vô vách khoang, rảo mắt nhìn tứ phía xem xét tình hình trong khoang thuyền. Xung đại sư cùng đạo diễn đang cù cưa, bọn mình đấu ba người lấy nhiều đánh ít, mà ngược lại còn lạc vào hạ phong. Xem chừng không hay ho gì lắm, phe mình muốn cầm chân Yến Dương đã không xong rồi, chính mình còn thua thiệt nhiều. Ông ta nghĩ vậy bèn lớn giọng kêu lên, tất cả dừng tay. Mọi người nghe hô bèn tách ra,
Mấy tảng thịt trên gò má của Tấn Dương rung rung. Ông nặng ra nụ cười nói: Lão tứ, người rốt cuộc tới đây với mục đích gì? Yến Dương nhíu mày, ông tìm đến có lý do nhưng không tiện thẳng thắn nói ra, còn đang dụ dự chợt nghe Tấn Dương hỏi thêm: Người đến vì mấy bản di mệnh của mẫu hậu có phải không? Yến Dương biến sắc, ông sắc giọng hỏi: Huynh nói gì? Thật không nói mạng. Tấn Dương cười âm hiểm. Hai bản di mệnh còn lại ta đều biết chúng lạc ở nơi nào rồi. Giỏi ha. Yến Dương bóp chặt chuôi kiếm, nén giận. Quá ra là huynh đưa đẩy bày ra cái trò cho Thái Tôn hại ta. Quá khen. Tấn Dương vuốt chòm râu, giọng chắc nịch, rồi chậm chậm nói: Thái Tôn hận người tận xương tủy, đâu cần ta đưa đẩy. Huynh bảo sao? Yến Dương nhíu mày. Ta không hiểu đâu. Đừng có giờ dịch nữa. Tấn Dương tạm dừng một chút. Người đàng hoàng không nói quanh cò. Một khi Thái Tôn tước vị thế nào cũng bãi bỏ phiền trấn. Khi đó trảm xà trảm đầu, ta và ngươi chẳng ai tránh cho thoát đâu. Yến Dương lắc đầu. Phiền trấn là do phụ hoàng an bài, đã nhấn mạnh không thể di dịch. Mình vẫn như bàn thạch. Thái Tôn luôn luôn hiếu thuận, lẽ nào dám sửa đổi di chế của tổ tông? Lão tứ à lão tứ, hoặc ngươi thực sự hồ đồ, hoặc là giả hồ đồ thôi. Tấn Dương lắc đầu lìa lìa. Nói thật tình, nhân nghĩa hiếu đạo đều là màu mè ở bên ngoài. Quyền lực lợi hại mới là cái lý cốt lõi. Ngay cả Thái Tôn có hiếu thuận đi nữa, chung quanh hắn tụ tập một đám hũ nhò, rỉ rả hàng ngày. Những gì là mạnh với yếu, là vua muốn mạnh thì cần bãi bỏ phiền trấn. Thái Tôn nhỏ tuổi, ít kinh nghiệm, ít hiểu biết. Thật khó mà bảo đảm hắn sẽ không nghe lời của tụi nó suối bẫy. Yến Dương nhìn nhìn Tấn Dương một lúc sau, ông mới nói: Lão Tàm, rốt cuộc huynh muốn thuyết cái gì đây? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 61, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 62 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.